Chào các bạn, đây là bánh chưng nhà mình làm ha. Bánh chưng này thì nó là 1,5 kg, các bạn thấy không? Nhân phía bên trong không? Khi mà bánh chưng ấy thì nó bên mình có hai loại, là một loại là bánh chưng ngọt, tức là dành cho các thực khách nào mà muốn ăn ngọt, và một loại là bánh chưng nhạt ha, dành cho thực khách là gọi là bánh chưng mặn á, là dành cho thực khách nào không có thích ăn ngọt. Thì các bạn thấy không? Thì đối với bánh chưng nhà mình làm á, thì nhân á, nhà mình làm nhân rất là nhiều, và cảm nhận mùi thơm khi mà cắt bánh ra thơm và rất là ngon. Các bạn thưởng thức thử nhé.